Xin chào kính nhân quả luân hồi và những tín chúng. Hôm nay con tiếp tục xin có món thứ hai, đó là bún mắm nêm chay. Nguyên liệu gồm có bún, rau tía tô, rau salad, rau thơm, chả, chả lùa. Ở đây con mua chả lùa sen cho nó thơm và hấp. Rồi sau đó cắt ra mỏng, thật mỏng. Cách trang trí ban đầu thì đơn giản. Để làm món bún mắm nêm thì một món không thể thiếu được đó là mắm nêm. Mắm nêm này bán sẵn ở ngoài các cửa hàng chay. Làm từ đậu nành, nếp, muối và đường. Thì để có bún nêm chay ngon thì con chuẩn bị gồm có là một ít ớt đỏ, một ít sả, chanh, một ít ớt cái, ít thơm hoặc dừa đã băm nhuyễn, một ít dầu dầu lạc hoặc dầu vừng. Được hết thì con cho chảo nóng lên và sau đó cho vào một ít dầu để khử cho xả cho thơm cái mắm nêm. Mặc dù mắm nêm này ở ngoài quán người ta đã chế biến rồi nhưng con muốn nó thơm và ngon hơn nên nó sẽ làm một tí nữa cho có hương vị đậm đà. Thì đến với món ăn cháy thì con cũng đủ nhiều cơ duyên thì tiệm vườn lần trước con đã kể về cái việc là sao con ăn chay. Thì con thấy ăn chay là rất cực khỏe. Từ ngày mà con ăn chay thì con thấy sức khỏe nó tiến triển rất là tốt, ở chỗ là không bị những cái bệnh vặt. Và 4 năm ăn chay không bao giờ uống thuốc tây là sức khỏe cũng cảm thấy rất là tốt. Khi mà dầu rồi xả thơm thì con cho dứa đã băm sẵn vào đây để trao qua. Thì việc ăn chay rất là tốt sức khỏe, bởi vì khi mà mình ăn nắng thì tất cả những cái thịt của chúng sanh, đặc biệt thời nay người ta bơm toàn thuốc và ngâm cái này kia, tích tăng trưởng vào là cơ thể mình phát triển không như tự nhiên được. Cho nên khi ăn chay vừa khỏe vừa nhẹ là ít bệnh tật nữa. Khi con ăn chay thì con thấy người nó nhẹ khỏe và da đẹp, trẻ, để tự tin. Con cho vào đây một ít mắm nêm, tùy theo số người ăn mà mình cho mắm nêm khác nhau. Con rồi điều để cho mắm nêm là thấm với cái thơm. Thơm ở miền Nam gọi là dừa, ở miền Trung gọi là thơm. Để ăn chay có sức khỏe thì bên cạnh việc ăn quả rau củ quả thì con có tăng cường thêm các loại vitamin như là canxi, vitamin C, vitamin B, vitamin E. Và hàng ngày thì uống thêm sữa hạt bí đỏ, sữa đậu đỏ, sữa lạc vân vân. Cho nên là không sợ thiếu chất trong quá trình mình ăn chay ạ. Thường thì mọi người nghĩ ăn chay rất thiếu chất và gia đình sẽ rất là phản kháng. Nhưng mà nếu như mà có cách ăn chay đúng khoa học và biết cách kết hợp một số chất dinh dưỡng á, thì vấn đề ăn chay trở nên được mọi người rất là khuyến khích. Lúc đầu gia đình con cũng cấm cản lắm bởi vì thấy sợ ốm và xanh xao, do con cố chấp mà con chỉ ăn rau củ quả mà không thêm cả cái chất dinh dưỡng khác. Nhưng mà sau khi vì muốn ăn chay quá và cảm thấy yêu thiên nhiên và chúng sanh cũng như môi trường hơn thì con bổ sung các chất dinh dưỡng như lúc nãy con nói. Như vậy con cảm thấy sức khỏe rất là ổn định và cảm thấy tinh thần lúc nào cũng phơi phới vì cảm thấy mình rất là yêu thiên nhiên và cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho mình những thức ăn đã có sẵn mà không phải ăn thịt chúng sanh lo lắng phải chất này chất khác độc hại và các cái đi chất không tốt trong quá trình mình nấu ăn. Trong một vài một hai phút thì con đã xong cái món bún nêm và cho vào đây một ít ớt đỏ. Con xin bắt đây một ít chanh hoặc là mình đợi nguội một lát nữa mình bắt, thì khi mình bắt chanh vào thì mùi sẽ dậy lên, mùi thơm.
Ngò thơm quá. Cái mùi mắm nêm vừa mùi thơm vừa mùi chanh kết hợp là rất là thơm cả nhà. Giờ như vậy trong vòng khoảng 5 phút đến 10 phút thì con đã có hai khay mắm nêm. Con kính chúc cả nhà ngon miệng, có thêm một món ăn chay và chúc cả nhà có sức khỏe tốt khi ăn chay ạ. Ha ha ha, un sammo di so ha.